Rồi, nín đi con. Đừng có khóc nữa. Má. Má làm cho đẹp. Rồi chút xíu á, người ta đi qua người ta coi mắt. Không có chịu đâu. Giờ ba con nói vậy rồi, không lẽ giờ con cãi rồi. Con không có chịu đâu má ơi, con thương anh Khánh mà má. Con không thương người ta sao mà coi được. Má biết con thương anh Khánh, nhưng mà bây giờ ba con nói vậy rồi thì phải nghe thôi. Thôi con đánh đi, đừng khóc nữa. Lại má. Con có khóc đâu, con buồn thương má thôi. Lỡ sau này á, con có lấy chồng mà lấy chồng xa, rồi ai chăm sóc cho má hả má? À, đi, đi vô, vô nè. Ông vô trước đi, ông làm dâu. Bảy ơi. Anh. Dạ. Ơi. Chị. Chào anh. Này à. Chào bác. À qua đây nè bác. Thì hôm nay thì tôi qua đây là để coi con gái anh cho con trai tôi. Ờ vậy hả? Đó, đó, anh em mình nói đó phải không? Đúng rồi, đúng rồi. Bà ơi. Dạ. Đâu rồi, kêu kêu con ra đây. Tiểu ơi. Dậy đứng nè con. Rồi lẹ anh ơi. Đưa lên. Mặt tôi ủ, tôi ủ. Đó vậy đó vậy. Bữa nay có khách lại nha. Mẹ con mà làm mắc mặt tôi là biết cái tay tôi á. Trời ơi anh ơi. Cho hai đứa cháu quen nhau. Tôi thì xạo bên anh thôi, còn bên tôi thì nhà giác nào cũng được anh ơi. Quen biết gì chứ. Không. Gặp mặt rồi cửa lộn, gặp mặt cửa lộn. Không. Bá phải cái nhà giàu là mừng dữ lắm luôn. Chào hỏi nhau, nhau đi không? Chào. Làm gì trời? Nhảy tới nhà. Trả lời người ta. Không coi cái mặt đó kìa. Cảm ơn. Chào thì cảm ơn. Không giống ai vậy? Uống nước à? Chào không biết chào lại mà cảm ơn. Lo thấy có giống ai không? Rồi xong chưa, hỏi xong rồi. Rồi rồi. Xong rồi mà xong. Xong rồi về ba chào rồi về. Ờ. Thì bữa tôi cũng nói với anh rồi đó. Anh cho hai đứa đó đến với nhau. Ừ, đến gì chứ. Trời ơi, còn tôi sợ bên anh thôi chứ còn để bên cho hai đứa tìm hiểu. Bây giờ là để tôi về Sài Gòn. Rồi xong tôi sắp xếp công việc ở chợ đó. Nha. Sắp xếp công việc ở chảnh này tôi xuống. Ờ, thì anh sắp xếp nhanh nhanh đi cũng được. Để ở dưới này cho mấy nhỏ em nó chờ. Bây giờ mình về Sài Gòn luôn đi ba. Ừ, về đó mai mình về. Ngày mai. Mai mới về. Chiều nay về luôn đi. Giờ dắt em nó đi vòng vòng tìm hiểu ở quê mình đi. Chợ quê có gì đâu mà tìm hiểu vòng vòng. Hai đứa đi. Đi đâu? Vòng vòng quê mình nè. Thì cho hai đứa. Ôi, ở đây nắng nâu hay không bắt nhỏ à, đi vòng vòng hoài. Thì hai đứa nữa cũng về bên nhau, cho hai đứa nó đi tìm hiểu, đi chơi vòng vòng đi, có gì đâu. Đi quê này có gì đâu tìm hiểu, cây cỏ gì không. Thôi ổng kêu vậy thôi, đi chút xíu rồi về con. Rồi nói mà cứ cãi 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 mà. Con không đi đâu. Đây. Không. Đó, tao không đi kìa, nó không đi kìa. Tao không đi còn có ép đâu. Nó không đi thì thôi. Mày định chống bà phải không? Hả? À, mày nói nghe không? Nhỏ không đi rồi ép nhỏ làm gì không biết. Đúng rồi, nhỏ không đi cho nhỏ nhà đi. Đi đây. Con cũng... Đi nè. Đi đi. Rồi về sao? Rồi về lẹ lẹ chứ con. Để cho hai đứa nó đi đi. Tôi mà anh thì bạn chuyện của hai đứa. Thôi vậy hai ông ở đây bạn chuyện nha, tôi với Thư về à. Đi về nha anh, vậy có biết đợi không? Anh có giò đi không? Giò là cái gì? Vô gà vô vịt gì vậy? Cái chăn á. Đi qua từ từ thôi chứ, dắt đi tham quan gì mà đi. Nói nghe nè. Quá trời. Anh cũng hai chân hai tay đầy đủ nha. Coi anh ấy bốn tay đâu. Bốn tay. Thì tự đi đâu. Đi. Thì đang đi nè. Mà kiểu đợi từ từ hiểu không? Tôi á không phải bảo mẫu của anh. Cũng đâu có phải là mẹ cha anh đâu. Mà mới dắt anh đi.
chẳng qua là ba tôi kia đi, tôi đi theo tôi mới đi chứ tôi không có muốn đi đâu. Chứ anh nghĩ tôi muốn đi với anh. Đi vừa mỏi chân mà đi. Đây có nguyện ngồi đó, ngồi đi. Cây cỏ không có. Ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi, ngồi đi. Đây nè, một đống chỗ ngồi nè. Ngồi làm gì đây? Ai biết anh, để nói anh mỏi, thì ngồi đi. Có ưa. Đợi các ơi. Tư ơi, anh làm gì vậy? À, đang làm này. Con lên gót chơi xíu nha. Ờ, thoải mái đi, cứ kẹp lên, thoải mái đi. Rồi, chờ lên đi. Dạ. Đó, chờ lên coi. Cô dắt tôi đi đâu vậy? Lên trời. Đi không? Đi lên đi, tôi không rảnh. À. Hay là sợ độ cao? Sợ độ cao đúng không? Tôi cầm lại dưới đi. Cô ghé mặt tôi gì sợ hả? Thì đó, không còn xong. Ra dưới đi. Ở dưới chó có táp anh. Lên thì lên. Được không nha? Được. Không được theo dưới đi. Rồi nhắc nghe. Cô nói ai nhắc nghe. Ổn không? Không ổn thì ở dưới đi nghe, đừng có lên nha. Ổn, ổn. Ê, à. Cha đi lên, cha đi chẳng chi vậy? Cha nó có gì vui hả? Ủa sao ở dưới lên đây làm gì vậy? Trời mình má ơi, nó cao dữ vậy. Trời à, thì ra là sợ độ cao. Ê, ai nói tôi sợ? Không sợ mà thở. Chẳng qua là tôi leo lên tôi mệt thôi. Người mắc mới gì mà không ngồi dưới nói chuyện mà lên tới trên đây vậy? Tôi thích. Tôi biết gì sao cô đen rồi đó. Nắng nồi đi phơi nắng. Mỗi lần tôi buồn á, tôi hay lên đây lắm nè. Làm gì trên này? Làm gì hỏi anh chi? Không gió hả? Hay là mỗi lần buồn lên đây phơi nắng cho nó đen bớt. Tâm trạng nó đang vui. Thấy bản mặt của anh là hết vui rồi. Thôi anh ngồi đây đi, tôi đi xuống. Cái gì trời? Thì mới vừa lên đi xuống. Bye bye. Ngồi chảnh đi. Bye bye nha. Ê. Ê. Ngồi chảnh đi nha. Rồi sao xuống? Kệ anh. Ê, đợi gì? Gì mà cao dữ vậy trời? Ê, ê, đi đâu vậy? Chết bà nó đi luôn rồi, sao xuống? Ủa, cậu hai? Anh làm gì hả? Đang làm nhà con. Mẹ sống chưa? Thấy con khủng chưa nè? Ủa nắng không, được rồi, để con ngồi đi, con làm ơn được rồi. Không sao, con cũng đang rảnh mà. Ừ. Để ông làm ơn. Ủa mà cái nhà làm sao vậy hai? Sao ông làm tính á? Làm tính hả? Ừ. Đây. Ủa anh Khanh. Chú Hai. Cho má con xin một ít rau về ăn chú Hai. Rau muống má nói rau muống ngon lắm. Anh Khanh, để anh hái đi. Chứ gì nữa? Ủa là gì bữa nay mặc quạo với chàng? Quạo gì đâu? Dặn em hả? Chẳng hờn gì, giờ mấy người có người mới ta ở thành phố xuống rồi. Tào lao quá. Thành phố. Thành phố nào? Rồi thành phố nào mấy người biết chứ sao tôi biết được. Tôi nghèo khổ nhà lá mà ai chịu tôi nữa. Coi kìa, coi cái mặt dặn gì trời. Ừ. Nè. Thôi mấy người đi chơi với người ta, mấy người đi vòng vòng xóm, hết xóm này ai không biết. Còn tôi trốn, tôi trốn nhủi qua gặp mấy người bị chửi lên chửi xuống nữa mà. Có đi với ai đâu trời. Tại tôi nói nhà nghèo phải chịu thôi. Còn người ta dân Sài Gòn người ta vậy.
ăn mặc bảnh bao đẹp trai. Bộ mấy người nghèo là tôi không chịu mấy người hả? Lúc đầu á mấy người thương tôi, thằng kia về đẹp trai ăn mặc bảnh bao hơn. Rồi cái bây giờ á đâu có thèm ngó ngàng với tôi đâu. Trời ơi, mày gọi làm gì vậy? Thì tối nào tôi cũng ra cái chỗ mà mình hẹn hò đó. Thì thôi đi dặn tôi lên xuồng à. Lên à. Lên thiệt á. Lên lên đi. Nói lên rồi lên. Người ta dặn thì thôi tôi lên. Cho nó không đúng như vậy. Mấy người thấy người ta đẹp hơn. Mấy người bỏ tôi. Mấy người nói nữa. Giờ sao chắc dặn thiệt không? Tôi cũng dám dặn ai hết trơn á. Vậy thôi tôi lên. Lên à. Anh thiệt đó. Đừng lên được không? Anh thờ quá à, em có chịu đâu. Không chịu sao đi chơi với người ta? Thì cha em kêu thôi, chứ em có muốn đi chơi đâu. Chú thì cấm anh không được qua chơi với em. Còn chú bắt em đi chơi với người khác. Tối hôm qua anh ra ngoài cái chỗ anh hẹn với em á, muốn cắn gần chết nè. Mà đợi hoài, biết em không ra được. Nhưng vẫn ngồi cố gắng đợi. Đợi cho tới khuya mũi cắn quá em mới về nhà. Thì anh biết rồi đó. Ba em khó mà. Cãi lời ba. Mất công mẹ em đi quánh nữa. Anh có nói gì đâu. Chứ em biết em. Anh biết em thương anh mà. Có thương người ta đâu. Mà anh nói vậy đó. Phải em phụ anh đâu. Bất gì nghĩ dặn đi nha. Nghĩ dặn đi. Hôn cho một cái nè. Thiệt không? Anh nghĩ dặn rồi, hết dặn rồi. Rồi, tại mình bơi xuống đi hái lục bình nha. Thấy đò cập ngang bên sông, thì anh tan lòng em vướng sầm. Ủa mà bữa nay em đi qua bên nhà ông hai rồi. Không biết đâu. Thôi, gọi là không biết, còn không la nữa hả? Dễ thì la em được. Ừ, ngon đẹp quá. Anh, chụp lại đây nè. Cài lên cho em nha. Trời ơi, xuất sắc luôn nghe. Đẹp lắm luôn em. Dễ thương quá. Ủa, nắng nó hai đứa bơi xuống đâu vậy? Bơi chơi. Đi chơi với em đi bẻ bông lục bình nè. Ờ, vậy hả? Bên kia bông nhiều kìa. À, chị mình bên kia, bên kia, bên kia bông nhiều á. Đi, 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 để mình bơi bông bẩn. Ờ, vậy em đi anh Trung ơi. Đi chơi vui nha. Dạ, dạ. Rồi sao mày nắng nôi khát nước dưới trời. Nó đi nó có lên không vậy trời? Đi đâu mất tiêu luôn rồi. Nắng đèn già hết rồi. Cái má con mới về. Ủa? Con mới về hả? Con mới về. Rồi sao? Hai đứa đi sao rồi? Bình thường mà. Bình thường thì thấy mày là tao sao biết mày này kia rồi. Đứng đó. Tao nói cho mày biết nè. Thấy không? Nghe lời tao á thì sống. Còn muốn chống với tao á, mày liệu hồn đó. Bây giờ sao rửa mặt rửa tao? Thống ơi! Thống! Thống! Ủa? Gì vậy? Chị! Nó dẫn con tôi đi đâu mà tới giờ này chưa về vậy? Trời ơi! Đi kêu một chút, đi một chút xíu thôi mà giờ chưa trời đi trời coi chưa về rồi. Còn con anh chị về chưa? Ủa? Nó về rồi. Ủa? Vậy là con chị chưa về hả? Chưa có về. Hả? Bây giờ anh chị kêu con chị, anh chị ra đây giùm tôi đi. Bây giờ nó đi mất tiêu rồi. Liệu đâu? Liệu à? Liệu ơi! Dạ. Dạ, chào cô. Dẫn con tôi đi đâu vậy? Rồi sao? Đi đâu mà tới giờ chưa về nữa? Ủa, chứ nãy giờ ảnh chưa có về hả con? Chưa. Ủa? Trời ơi, là trời, kêu đi dữ lắm, 15 phút nữa tiếng đồng hồ thôi. Kêu nãy giờ ngồi đợi 3 4 tiếng đồng hồ chưa thấy về nữa là sao? Bây giờ tôi có leo lên trên lô cốt của nhà bác Tư. Ê. Chơi ở chợ ảnh có lên theo, tưởng đâu là ảnh xuống rồi ảnh về chứ. Ở dưới biết bao nhiêu chỗ không chơi mà lên chợ làm gì, nó sợ độ cao. Hồi nhỏ nó xỉu hết mấy lần rồi đó. Rồi sao chỗ nào chở gì dẫn nó đi coi trời ơi là trời. Thiệt tình lắm, báo không à. Cái gì vậy trời? Trời nó đâu rồi? Ôi là trời ơi. Ở bên đây nè cô, táo nó nào đâu. Cái gì vậy? Sao mà cao dữ vậy? Con leo lên trảnh, con leo lên trảnh giùm cô sao? Trời ơi là trời. Trời ơi. Sao không dắt nó đi vòng vòng chơi dưới đất mà gì sao con dắt lên đó? Sao mà chơi này giỏi gì mà mặt tôi đâu biết anh sao độ cao đâu. Trời có sao không con? Trời. Mệt dữ lắm rồi cô ơi. Trời ơi con cõng nó xuống giùm cô được không? Dạ dạ cô. Trời ơi. Không mà thiệt chứ. Cao gì cứ sợ.
Trời ơi, mày sao có chi vậy? Kẹt kẹt nó xuống giùm coi nha con. Là ẩm không biết kêu rồi leo xuống đâu. Ôi. Ơi giờ sao? Tại gì cũng như vậy? Đúng rồi, không rồi, đợi, 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 đợi. Ôi là trời. Có sao không? Con chóng mặt, con nhức đầu. Rồi, 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 đi về với má, con còn đỡ về giùm con nha con. Còn khát nước nữa. Cái bạn nó xanh lè luôn kìa cô. Còn lát nữa cô gửi tiền cà phê cho em. Dạ. Đó, anh coi, anh chị coi dạy lại con của anh chị đi nha. Tôi nói rồi, tôi đâu có chịu đâu. Để chị, để tôi dạy lại. Ôi, ông Trung ơi, ông Trung thiệt tình á. Mày cố tình phải không? Giờ con không biết ba, con tưởng nó là anh. Anh leo được, xuống được, con đâu biết đâu. Mày làm như tao không biết vậy. Mày tính mày làm vậy đang cho người ta không chịu mày đó. Mày lấy với kia phải không? Hả? Đâu có đâu mà. Không phải đâu mày ơi, tại vì con không biết. Không phải gì? Mày muốn theo nó ai vậy? Hả mấy con mày về mày biết chứ thôi. Bye. Đi về. Bye.